Vào ngày 25 tháng 1 năm 2015, tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng New South Wales, gia đình Hải quân Hàng Hải đã tổ chức buổi lễ truy điệu các tử sĩ đã hy sinh trong trận chiến tại Hoàng Sa năm 1974. Kính thưa tất cả quý quan khách và quý đồng hương, đây là buổi lễ đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả chú ý nghiêm. Xin mời ông Nguyễn Trần Lê, gia trưởng gia đình Hải quân Hàng Hải New South Wales, và ông chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales, ông Hà Cao Thắng, đến tiếp nhận vòng hoa. Tiếp theo đây, xin mời ông Terry, RSL Club của Benstown, đến lên đặt vòng hoa. Tất cả, chào tay, chào. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã đấu tranh và hy sinh để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Kính thưa buổi lễ tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa bắt đầu, và xin có một quốc gì chuẩn bị trân trọng yêu cầu tất cả quý vị đứng lên để nhân đó có thể toán môn quốc kỳ vào vị trí hành lễ. Lễ chào bắt đầu.
nghiêng chỗ tay chào. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, kính thưa ông chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales, ông chủ tịch cộng đồng liên bang, quý vị các đại diện các gia đình quân đội hội đoàn và kính thưa quý đồng hương, nhìn lại những lịch sử, chặng đường lịch sử của chúng ta, đất nước và dân tộc Việt Nam không có nhiều thời kỳ yên ổn hòa bình để mở mang kinh tế, xây dựng xã hội và chấn hưng văn hóa, mà suốt chiều dài lịch sử chỉ là những chiến tranh chết chóc và tàn phá. Thử hỏi như hình ảnh chiến tranh triền miên, vì biết bao tan vỡ mất mát của dân tộc có làm cho chúng ta ngày hôm nay ngẩng cao đầu thánh diện là con dân nước Việt hay không? Xin thưa chúng ta quá hãnh diện, không hãnh diện sao được khi mà hàng ngàn năm qua dân tộc Việt Nam vẫn trường tồn bên cạnh nước to lớn, dân đông, ham tàn và gian nan. Làm sao chúng ta không hãnh diện khi mà chúng ta biết được sự tan thương mất mát
là biểu tượng của sự chiến đấu kiên cường của tiền nhân để bảo vệ biên cương bờ cõi. Làm sao chúng ta không hãnh diện khi mà chúng ta hiểu được sự tang thương mất mát đó của tổ tiên chính là mạch sống của chúng ta ngày hôm nay. Thưa rằng chính quý vị có mặt ngày hôm nay không ai mà không trân trọng căm hận, thậm chí còn chấp nhận hy sinh chiến đấu nếu cần khi ai đi kẻ thù chung cộng đem giàn khoan Hải Dương 981 vào lãnh hải Biển Đông của nước ta và gặm nhấm từng phần lãnh thổ lãnh hải từ cao nguyên Mô Xít đến cánh rừng đầu nguồn biên giới Hải Nam Quan Hắc Bản Dốc. Làm sao chúng ta không hãnh diện khi mà chúng ta chấp nhận đối mặt chiến đấu với kẻ thù xâm lược là một lựa chọn cuối cùng để xả thân khi kẻ thù ngang ngược gây tổn thương đến trái tim yêu nước của người Việt. Quân sư Nguyễn Trãi nếu không mang trái tim người Việt làm sao có được Bình Ngô Đại Cáo sau 10 năm nằm gai nếm mật dẹp tan dần. Hương Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nếu không mang trái tim người Việt làm sao thảo được hình tướng sĩ đã ba lần đại phá quân Nguyên. Vua Lê Anh Tông, vua Trần Nhân Tông nếu không vì trái tim người Việt làm sao có bài răn dạy học Huế về Hoàng Sâm Lăng của phường Tham Lăng phương Bắc. Sự chiến đấu kiên cường của dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm phương Bắc bảo vệ biên cương bờ cõi đã chiếm hết gần hết chiều dài lịch sử của dân tộc. Đại thắng cũng nhiều và chiến bại cũng không ít. Thế nhưng dù thắng hay bại cũng đã nói lên được cái tinh thần bất khuất của tiền nhân mỗi khi đối diện trước nguy cơ sơn hà bị xâm lấn. Lịch sử đã chứng minh rằng dân số Việt Nam ít ỏi hơn dân số Tàu, vũ khí trang bị cũng kém cỏi hơn, võ ngựa Việt Nam cũng không thể nghệ bằng quân Nguyên Mông mà nó đã từng dày xéo và chiếm lĩnh hơn nửa lục địa châu Âu. Nhưng tại sao dân tộc Việt Nam đã làm nên được những địa danh mà kẻ thù khiếp đảm như Bạch Đằng, Đống Đa, Vân Đồn, Chí Linh, Hàn Tử, Ngọc Hồi? Thưa câu trả lời không khó, đó là trái tim của người Việt, tinh thần của hội nghị Diên Hồng, trái tim được vun bồi bằng tình nghĩa đồng bào và tinh thần đoàn kết bất khuất. Kính thưa quý vị, kế thừa truyền thống tiền nhân, cách đây 41 năm, quân dân Việt Nam Cộng Hòa đã dũng cảm chiến đấu trước cuộc hoạt xâm lược Biển Đông của Cộng sản Tàu. Và khi tàn chiến trận, mặc dù không giữ được Hoàng Sa, nhưng đã thắp sáng lên được ngọn lửa bất khuất của dân tộc. Đó là anh linh 74 chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã bị quốc bao thân. 74 chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa tháng Giêng 1974 như tử sĩ Nguyễn Văn Tài, tử sĩ Nguyễn Thành Chính, tử sĩ Vũ Văn Cang, tử sĩ Nguyễn Phúc Sáu, Ngô Chí Thành, Phạm Ngọc Đáp. Họ là ai? Xin thưa, họ là em cháu của quý vị cao niên đã có mặt nơi đây. Họ là bạn đồng trường đồng lớp ngày xưa của anh em quân binh chủng cũng đang tham dự ngày hôm nay. Họ là bạn bè đồng ngũ của anh em hải quân chúng tôi ở đây. Họ đã từng với chúng tôi thực hiện khắp năm vùng duyên hải vào sinh nhật ở trên khắp chiến trường sông rạch miền Nam, từ Hà Tiên, Giang Thành, Kinh Vĩnh Thế đến vùng biên giới Tân Châu, Hồng Ngự và xuống đến tận cùng đất nước Nam Căn và Cà Mau. Hôm nay cũng như hàng bao năm trước, gia đình hải quân đảng New South Wales làm lễ tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa là bổn phận và nghĩa vụ tâm linh của chúng tôi để tất cả chúng ta quy tụ về đây tưởng nhớ đến những bạn bè đồng đội năm xưa đã một lần đem sinh mạng tuổi trẻ hiến dân cho đất nước và dân tộc. Kính thưa quý đồng hương, đã 41 năm qua, xác thân của 74 tử sĩ Hoàng Sa vẫn còn vùi trong biển lạnh, nhưng tinh thần và gương hy sinh của họ vẫn sáng ngời
trong bóng đêm thống trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã 41 năm qua, Đảng Cộng sản đã đối xử với họ như là kẻ thù của Đảng. Không một bia đá để tưởng niệm, không một ngôi mộ gió để tế thờ, không một trang sử giáo khoa cho họ thế. Nhưng hồn thiêng của họ đã, đang và mãi mãi ngự trị trong từng con tim của người Việt, dù trong hay ngoài nước, dù bên này hay bên kia. Dân tộc Việt Nam đã xem họ là những người con yêu muôn đời của Tổ quốc. Cũng như tất cả quý vị hiện diện ngày hôm nay, cũng vì niềm tin yêu vào sự hy sinh cao cả của họ mà đến đây cùng nhau thắp nén hương thành tưởng niệm. Đêm hôm nay, trong một buổi lễ tưởng niệm này, chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị lãnh đạo tinh thần đã cầu hòa nhà các tạng, các tử sĩ, ông chủ tịch cộng đồng Người Việt Tự Do, ông chủ tịch cộng đồng Liên Bang, quý ông cựu chủ tịch, chiến sĩ và đại tướng, luật sư Lương Tử Quang, và đặc biệt tất cả những vị khách đặc biệt của ASEAN Club, cũng như quý vị trưởng nhiệm các hội đoàn, cơ quan truyền thông, cũng như các chiến hữu, các quân binh chủ, quý đồng hương đến đây để chia sẻ niềm thương tiếc đến 74 tử sĩ Hoàng Sa đã bị quốc không thần. Trong giây phút yên lặng trước linh hồn của các bạn, chúng tôi xin tri ân tinh thần quý dũng của các bạn, những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã đặt nền móng cho ý chí không chịu khuất phục cộng sản phát máu và tinh thần bất khuất trước kẻ ngoại xâm tham tàn. Chúng tôi xin hứa là chúng tôi sẽ phải sống danh dự và xứng đáng với sự hy sinh của các bạn, và mỗi con tim Việt Nam sẽ đồng nhịp khi tổ quốc lương nguyên. Xin thành thực cảm ơn quý đồng hương. Và nhân tiện hôm nay cũng có một số vị quan khách Úc của ASEAN, xin quý vị cho chúng tôi được một vài lời bằng tiếng Anh đối với những vị quan khách đặc biệt hôm nay. I have a few words with all the special guests attending today. Ladies and gentlemen, we are gathering here today, all Vietnamese in the Vietnamese Community Association in Australia for commemoration of Battle of Partial Iceland in January 1974. This was remarked on 19th of January, 41 years ago, the day in which the number of 74 naval soldiers from Armed Republic of Vietnam sacrificed their life to protect Vietnamese territories and surrounding area of Paracel Iceland in the Southeast Asia. All these were brave men who fought until they died when the warship had killed 10 against Chinese invasion. We never forget and always preserve the spirit of battle of Paracel in fighting against the invaders. History is repeat again and again the enemy, particularly China from the north, for their expansionism. Lest we forget, for those who sacrificed for our homeland, Vietnam. Thank you very much. Trước cho đây, xin mời ông Hàng Cao Thắng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do từ tiểu bang New South Wales. Xin mời ông. Kính thưa ông Nguyễn Trần Lê, Hội trưởng của gia đình Hải quân Hàng Hải tại New South Wales, kính thưa đại diện các tinh thần của các tôn giáo, kính thưa đại diện các gia đình, quân đội, các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, và đặc biệt là kính thưa quý đồng hương hiện diện tại hội trường ngày hôm nay. Chúng tôi xin thay mặt cho ban chấp hành cộng đồng Người Việt Tự Do của bang New South Wales xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị với cái niềm hân hoan chào mừng quý vị đến trung tâm cộng đồng Người Việt Tự Do với một con số đông đảo trong thời tiết ấm cúng cũng giống như đầy tình thương mà quý vị đã chia sẻ đến những linh hồn, những thân thương của những người đã bỏ nước, bỏ mình vì nước
đối với linh hồn của 74 vị thượng sĩ đã hy sinh vì đất nước. Chúng tôi xin kính trọng, cũng xin cầu linh hồn quý vị hãy phụ trợ cho đất nước, con dân Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là những người yêu nước, những người đang còn phải sống trong chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người còn đang bị tù đầy vì những chế độ, vì những sự đàn áp của họ. Xin quý vị hãy thêm lòng tự tin nơi lương tâm, nơi trái tim của họ, để họ tiếp tục phấn đấu trong tinh thần bảo vệ dân tộc, bảo vệ quốc gia và bảo vệ duy trì cho sự toàn vẹn của lãnh thổ của Việt Nam. Đối với những người trẻ cũng giống như những người ở cộng đồng tại tiểu bang New South Wales, xin hồn linh thiêng của quý vị hãy tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng chúng tôi là một cộng đồng nhỏ bé ở tại Sydney này, với nhiều những tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu thương nhau, xây dựng một cộng đồng lớn mạnh. Với 40 năm đã trải qua, cũng giống như quý vị đã bỏ mình hy sinh vì đất nước, 41 năm trôi qua, Đảng Cộng sản vẫn còn duy trì tại Việt Nam. Xin quý vị hãy tiếp tục hỗ trợ cộng đồng với một tinh thần xây dựng đoàn kết vững mạnh, đặc biệt là hỗ trợ những người trẻ đang sống ở cộng đồng cũng giống như đang sống ở quê nhà, với một tinh thần, một ngọn lửa mới đứng lên, với một niềm tin mới để bảo vệ cho quyền tự do dân chủ cũng giống như đất nước Việt Nam. Đối với những người trẻ đang sống ở tại tiểu bang New South Wales, chúng tôi cũng xin linh hồn của quý vị hãy đánh đồng tâm hồn, trái tim của họ, trái tim người Việt Nam cũng giống như diễn văn của ông Bộ trưởng nói, đánh đổi trái tim người Việt Nam của họ để họ tiếp tục duy trì văn hóa, duy trì tiếng Việt, cũng giống như thêm lòng xây dựng cộng đồng và xây dựng đất nước để bảo vệ sinh tồn của đất nước trong năm 2015, cũng giống như tương lai của cộng đồng và tương lai của đất nước Việt Nam chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin thay mặt cho cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales, xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian tới đây chia sẻ với hội, cũng giống như là đây góp phần vào những sinh hoạt chung của cộng đồng, để cho cộng đồng chúng ta tiếp tục với một phong trào lớn mạnh để bảo vệ cộng đồng. Chúng tôi cũng xin có một vài lời nói tiếng Anh với một bạn, một số những người Tây cũng giống như giới trẻ, đặc biệt là những người chúng tôi nói tiếng Việt có thể là họ không hiểu, và họ vẫn là người Việt Nam. To those who don't understand Vietnamese, I would like to extend our welcome to our Vietnamese Cultural Center here in New South Wales. With the presence of the people here, it's making us as a small community gathering here today to gather in remembering of those who sacrificed their lives for in the protection of the Vietnamese territory as well as the Vietnam border. Those who don't understand Vietnamese, I would like to extend our welcome to our Vietnamese Cultural Center here in New South Wales. With the presence of the people here, it's making us as a small community gathering here today to gather in remembering of those who sacrificed their lives for in the protection of the Vietnamese territory as well as the Vietnam border. With those, we would like to thank you for your presence here, and especially to those young people who has been either enforced or been coming here because they follow their parents. I would like to say you are doing a good thing. You coming here, by coming here, you learn more about your history, your culture, and your past. By presenting here, you learn more about your history and your background. This is where you come from. Vietnam is your motherland. Although I understand you were born here, you were raised here, and you may not understand Vietnamese, as what I said earlier, but I'm trying to slowly try and tell you that by being here, you've already done a part, the first step of being joining the VCA as the Vietnamese community in Australia. We welcome you to be part of us, and together we can build a community here in New South Wales, as well as we continue to support those who lack of freedom and lack of human rights in Vietnam. And in one day, maybe we can be united with those people, as well as together we can proudly say we are Vietnamese, although we're Australian. Thank you. Xin cảm ơn lời phát biểu của
Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales, ông Hàng Cao Thắng. Tiếp theo đây là phần học ca của Ban Nước Sống thuộc gia đình Hải quân Hàng Hải New South Wales. Xin mời tất cả các anh chị em trong Ban Nhạc Nước Sống hãy chuẩn bị.
cộng sản Trung Quốc ngang nhiên mang giàn khoan hải dương 981 vào vùng biển nước ta. Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm gì trước hành vi ngang ngược đó? Xin thưa, tiền chiến tàu chiến Trung Quốc ngang tàn hủy bể tàu cá Việt Nam, đánh bắt giết hại ngư dân Việt Nam đang đánh cá trong vùng biển nước ta. Thảm cảnh dòng máu Việt đã chảy chan hòa như thế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm gì trước hành vi sắc sược đó? Xin thưa, im tiếng. Không chấp nhận sự im tiếng hèn nhát của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà sĩ Anh Bằng kêu gọi dân tộc ta phải vùng lên, phải lên tiếng. Đây là bản nhạc phải lên tiếng cũng được trình bày bởi ban học ca của gia đình Hải quân hàng hải New South Wales. Xin kính mời tất cả quý vị thưởng thức bản nhạc phải lên tiếng.
chương trình nghi thức thắp nến. Và trước khi chúng ta làm lễ vì nghi thức thắp nến, xin tất cả anh chị em đứng xung quanh mình kéo tất cả các màn che lại cho nó tối. Và chúng tôi, bạn bè cùng trang lứa, quân chủng hải quân, tình chiến hữu năm xưa, trước bàn thờ bài vị trang nghiêm, 41 năm ngày giỗ trận, thắp nén nhang thơm tưởng niệm, dâng ly rượu lễ chí thành, cuối mong các bạn hiện linh, hồn thiên về đây chứng giám. Xin được nghiêng mình những anh linh tự sĩ oai hùng, tự sĩ Nguyễn Văn Thà, tự sĩ Nguyễn Thành Trí, tự sĩ Phạm Văn Ba, tự sĩ Thanh Văn Ba, tự sĩ Vũ Văn Lan, tự sĩ Trần Văn Bảy, tự sĩ Nguyễn Hồng Châu, tự sĩ Phan Tiến Trung, tự sĩ Nguyễn Xuân Cường, tự sĩ Trần Văn Cường, tự sĩ Bùi Quốc Danh, tự sĩ Lê Anh Dũng, tự sĩ Nguyễn Văn Chuyên, tự sĩ Phạm Ngọc Đa, tự sĩ Trần Văn Đàm, tự sĩ Trương Hồng Đào, tự sĩ Trần Văn Đình, tự sĩ Nguyễn Văn Đông, tự sĩ Nguyễn Văn Đông, tự sĩ Phạm Văn Long, tự sĩ Lê Văn Đơn, tự sĩ Nguyễn Văn Đức, tự sĩ Nguyễn Phú Hào, tự sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, tự sĩ Nguyễn Văn Hoàng, tự sĩ Vũ Đình Huân, tự sĩ Khoa Văn Hùng, tự sĩ Võ Thế Kiệt, tự sĩ Nguyễn Văn Lai, tự sĩ Nguyễn Văn Hoàng Ngọc Lễ, tự sĩ Phan Văn Lèo, tự sĩ Phan Tấn Liên, tự sĩ Đỗ Văn Long, tự sĩ Dương Văn Lợi, tự sĩ Nguyễn Văn Lợi, tự sĩ Lại Biết Bồn, tự sĩ Đinh Hoàng Mai, tự sĩ Nguyễn Quang Mế, tự sĩ Nguyễn Văn Mông, tự sĩ Võ Văn Nam, tự sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, tự sĩ Nguyễn Văn Ngôn, tự sĩ Nguyễn Hữu Phương, tự sĩ Nguyễn Văn Phương, tự sĩ Nguyễn Đình Quang, tự sĩ Lý Phùng Quý, tự sĩ Phạm Văn Quý, tự sĩ Huỳnh Kim Sang, tự sĩ Ngô Sáu, tự sĩ Nguyễn Tấn Sĩ, tự sĩ Thi Văn Sinh, tự sĩ Ngô Tấn Sơn, tự sĩ Lê Văn Tây, tự sĩ Huỳnh Duy Thật, tự sĩ Ngô Chí Thành, tự sĩ Nguyễn Quang Thân, tự sĩ Phan Văn Thép, tự sĩ Trần Văn Thêm, tự sĩ Trần Văn Thọ, tự sĩ Lương Thành Thu, tự sĩ Phạm Văn Thu,
Mục, Tử sĩ Vương Thương, Tử sĩ Thành Trọng, Tử sĩ Đinh Hữu Từ. Tử sĩ Nguyễn Văn Tiến, Tử sĩ Nguyễn Công Chứ, Tử sĩ Châu Đình, Châu Thùy Tuấn, Tử sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Tử sĩ Nguyễn Văn Vượng, Tử sĩ Nguyễn Phúc Xá, Tử sĩ Trần Văn Xuân, Tử sĩ Nguyễn Quang Xuân, Tử sĩ Nguyễn Vinh Xuân. Lễ thắp nến từ đây chấm dứt. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Sau đây là lễ đắc cờ rủ. Xin mời các trống quốc kỳ chuẩn bị. Xin mời tất cả quý chiến hữu thuộc mọi binh chủng, người nào có đang mặc quân phục, xin tất cả quý chiến hữu bước lên sân khấu và đứng hai bên để đón tiếp quân Bắc Kỳ. Xin mời tất cả các chiến hữu nào có mặt trong quân phục, xin mời đứng lên, xin mời bước lên trên sân khấu. Xin các chiến hữu đứng hai bên sân khấu, đứng hai hàng dọc hai bên sân khấu. Và trân trọng kính mời tất cả quý quan khách đứng lên để nghênh đón quốc quân kỳ. Tiến đến vị trí hành lễ. Kính mời ông chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Sovan bước lên trước tấm quốc kỳ. Xin mời ông gia trưởng Nguyễn Trường Lê nghênh giao quân kỳ. Tất cả nghiêm. Chào tay, chào hết. Sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh, nhân viên dân chính đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ tự do đang bị đàn áp tại Việt Nam, để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào kém may mắn trên đường tìm tự do đã gửi thân lên vùng biên giới
và trên biển cả. Và phút mặc niệm để đặc biệt tưởng nhớ đến các chiến sĩ hải quân đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Phút mặc niệm bắt đầu. Giơ tay chào. Bao quân thù cũng chết, bao nhiêu máu.
đắp lên mong sông hồ, đem thay đến nơi nơi dưới bóng thơ. Yeah.